Nuôi tôm cân bằng sinh học đang là xu hướng mới trong thời đại công nghiệp hiện nay, bởi quy trình này không chỉ giúp hộ nuôi tiết kiệm chi phí mà còn giữ môi trường nuôi được ổn định, mang lại lợi ích bền vững lâu dài cho nhiều vụ nuôi. Để hiểu rõ hơn về quy trình cân bằng sinh học Biobalance Aquaculture, Bình Minh đã tổ chức chuyến tham quan các ao nuôi mẫu đã và đang áp dụng quy trình cân bằng sinh học cho những ao này. Hôm nay, mời bà con cùng Bình Minh đến tham quan ao nuôi của chị Thu Tâm ở Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Với diện tích 15.000 m², chị Tâm đã cho xây dựng, lắp đặt hệ thống ao nuôi bao gồm ao chứa, ao xử lý, ao sẵn sàng và 3 ao nuôi nổi với dung tích chứa 500 m³ nước mỗi ao. Chị Tâm cho biết, khi áp dụng quy trình cân bằng sinh học, ao nuôi không xuất hiện tình trạng nhớt bạc, lượng nước chăm bù mỗi ngày không đáng kể và các yếu tố môi trường ao nuôi luôn được giữ ở mức cân bằng nhờ vào mật độ vi sinh có trong ao. Bằng việc áp dụng quy trình cân bằng sinh học, sử dụng vi sinh trong suốt quá trình nuôi, sau 85 ngày thả giống ở mật độ 200 con trên 1 m², độ mặn 8/1000, chị đã thu về được size tôm 35 đến 36 con 1 kg với chi phí sản xuất cho mỗi kg tôm từ 63 đến 65.000, giảm chi phí so với cách nuôi trước đây. Bình Minh Capital nuôi tôm cân bằng sinh học, không sử dụng hóa chất diệt khuẩn, kháng sinh, chi phí thấp, không xả thải ra môi trường, phát triển bền vững. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn 1900 866 636. Xin cảm ơn bà con.